núp lùm. Ui lạnh quá. Ui trời ơi, mưa gió. Ui nặng dữ trời. Ôi ôi trời 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 trời, cá cứt à. Ôi cứt nhóc quá bạn ơi, đã rồi. Ui ui nặng quá bạn ơi, nhức rồi cẳng rồi. Cá thứ 14 ngon lành cành chanh. Rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Mà cái nhà theo chân mình thăm bẫy gắn bạn ơi. Nếu các bạn yêu thích cái chủ đề săn bắt, đặc biệt là bẫy gắn các bạn, thì các bạn hãy bấm đăng ký, bấm like để tiếp thêm động lực mà cho mình làm những video tiếp theo nha. Đồ nghề mình cũng như thế thôi. Vô đây cái đầu tiên. Cái này chứ rồi dính đựng em nho nhỏ. Cái coi hút em bự bự rồi. Cái đầu tiên có tinh thần cái đây. Cứt đá gì ra. Dướng gì. Rồi, như thế rồi. Chuột còn sống đâu không mày? Rồi, bỏ mồi bỏ lúa đặt lại cho nó bằng ngay. Cái đầu tiên thấy chết quá rồi. Cái thứ hai. Làm em coi lấy tinh thần coi. Ui, nó cắn bao banh chành hết trơn rồi bạn ơi. Banh chành cái bao này. Cái bao banh vậy là ít khi nó dính lắm rồi bạn. Hiếm. Tại con chủ nó còn sống trong đó. Nó mới cắn banh bao cái này nè. Bạn hiểu là không dính gắn rồi đó. Còn sống mới là lạ. Còn sống cũng đỡ. Cắn đã rồi bắt đầu đau gan quá, nhức gan chết luôn. Chút queo nè, hết lúa chết hay gì trời. Cái thứ ba trời, nó hổng hút em hổng hút. Cái luồng này cũng dính nhiều bạn nhưng mà không có được bự. Cái bao nguyên trang này ha. Cái này không biết có em nào hay không được em nữa ta. Em cũng chặn chặn như mới hổm nữa ta. Kiến không bạn ơi. Mình ra mình ốp máy nữa. Mình ra mình rửa nó gần bắt. Nó gần bỏ mồi bỏ chuột lại rồi đi nha bạn. Từ con đầu tiên. Cái thứ ba lên tiếng này. Có động lực này. Có mùi hành này. Cái thứ tư. Cái ớt chim ăn. Khui lúa nó nằm ở đây một nụi cái này rồi nó đóng giống như là chuột chết kèm với bột lúa hay mà ăn cái gì nè. Nặng đầu kia cái cây, nặng đầu kia cái cây cục rồi. Chắc dính các bạn ơi, thấy chưa, biết lắm mà. Cái thứ tư hai cái đầu chết, hai cái gì, hai cái sao này dính hai cái hay liên tục nữa bạn. Ok, con này trọng con nãy chút nhưng mà cũng không có gắn nhì nổi nha bạn, toàn là gắn ba mà. Ba này ba bự nè, ba này chuẩn bị cho qua nhì với bạn, 250g á. Con này thì ổn. Mình đầu tiên mình tính làm nguyên một cái lưới thế này hết nè bạn. Nguyên một cái lưới lò xo hết. Nhưng mà mình làm biến, không biến vô lò xo. Cuối cùng mình chơi không có lò xo luôn. Cái đường chống phọc phía dưới mà không chịu ra. Chỉ cái đường trên này, ghê đi. Đường con nè bạn, đường con làm giống nè. Bé tiếp theo. Con này chắc cũng trọng ta, thấy cũng chạy đi chơi luôn, thấy cũng trọng nè. Nhiều không nổi bạn ơi, rửa ra xình không này, rửa nó cái bỏ mồi bỏ chuột đặt lại nha bạn, nhiều không nổi, gan dữ lắm mà không nhiều nổi. Cái thứ năm, cái thứ sáu,
hai cái mà không dính hai em luôn, hai em nhìn không. Con này thì cỡ 400, còn con kia đây thì 500 mà. Không biết chiến này được em nào hay không. Thấy cũng láng dữ lắm, láng trong rồi. Thấy láng ở trong cái lắm mà chưa thấy cứt cái chân các bạn ơi. Con láng coi như là cố gắng nó bỏ tới bộ lui, láng lứt ở trong. Nhẹ đi ra. Rồi. Trời ơi, con chuột chạy cũng láng bình thường. Cục cứt này mà. Cái này cứt cũ nha, cứt cũ của chiến rồi nha. Cứt cũ của chiến rồi. Ok, bỏ lúa tiếp tục của hành trình chờ đợi nha. Cái thứ 6. Te tua trên trời. Nó hơi nghiêng nghiêng. Bởi nó hơi nghiêng bên đó. Rồi. Con chuột còn luôn. Chắc bị con chuột nào hấp nó ra bên này. Chú quốc. Cái thứ 6 chú quốc luôn. Hai cái đầu hụt, hai cái sau dính, hai cái này chết. Cái thứ 7. Bụi chơi gà. Chui vô móc quần móc áo. Tè. Chưa đụng tới cái lợp nó lăn quần eo. Quăng hên chú chuột. Cố chịu đựng mà trời đợi bình trần nha. Cái thứ 11. Cái cứt đai trần thứ xẹp lép. Chuột còn sống. Không sao. Cứ để nhiều người hiện trạng mà mình đặt nha. Yêu quái tới thật rồi các cả nhà ơi. Ầm ầm ở hướng đó kìa. Mắc mưa là chắc. Cái thứ 13. Thầm cái nào hay cái đó. Tiếp tục hành trình cực khổ. Cái 13. Cũng giống những cái trước, trước quốc. Dù còn sống luôn còn nhóc. Cái thứ 14. Nấp lùm. Ui lạnh quá. Ui. Trời ơi. Mưa gió. Ui nặng dữ trời. Ôi ôi trời 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 trời. Cái cứt à. Ôi cứt nhóc quá bạn ơi. Đã rồi. Ui ui nặng quá bạn ơi. Nhất là cẳng rồi. Cái thứ 14. Ngon lành cành chanh. Mình còn biết nhiêu cái nữa bạn ơi, phải 5 cái nữa. Mà đi xa cái khu này là khoảng cỡ 4 cây số nè bạn. 4 5 cây nữa. Cái thứ 4 mình khu vực này mình còn cái nó là kết thúc nè bạn. Trời ơi mấy con mà nặng dữ thằng dưới này trời ơi. Trời ơi, chết rồi đó. Quá trời quá đất rồi. Quá đã. Cháy trận con đi, sao kỳ dữ trời. Một nồi. Ôi cũng chả biết mấy con nữa mà chắc hai con rồi bạn ơi, hai con rồi. Này cái đầu nè. Đó cái đầu đó kìa. Hai cái đầu hai bên. Để thấy nặng chịch thấy ngon, không dính thôi dính lận cặp, sướng sướng sướng. Cứt đái nó ỉa rồi nè, tàn len hết trơn nè. Cái màn hình của mình bây giờ nước nhẹp hết trơn, hết thấy đường luôn, thấy gỗ hết trơn. Rồi thôi hai con nè. Phun nhau hả mày? Phun nhau giữa trời mưa hả mày? Ủa có như ba con cái gì trời, sao con đấy nụ vậy? Cũng nó ba con nha, chắc hai con rồi bạn ơi. Nó có hai cái đầu rồi sao mà để còn cục cái tròn do đây phanh lên chọn cục đi nè, chắc nó đó con dưới này nè, con này chắc con nhất rồi.
biết nhức nổi không, như vậy nhuyễn có nổi không. Ok bạn nha, một nùi rồi sướng, nãy giờ được hai con em bé nè bạn. Rồi bắt ra luôn nha bạn ơi. Ok mưa gió, mưa các bạn sợ nhất là cái gì, còn mình sợ nhất là ngứa nha bạn ơi. Thăm cái nào cũng phải rửa tay cái đó nha, phải rửa tay hết mỗi cái nha bạn. Ngoài ra có nhiều anh em bạn chia sẻ là lấy thuốc rượu bạn, thuốc rượu á ha, là nó sẽ cứt, nó cắt ngay cơn ngứa nha bạn, thuốc rượu á. Còn mình thì mình rửa tay, bí quyết của mình thôi. Quá mưa tới luôn à, mình quay bằng điện thoại bạn ơi, sợ trời mưa nó vô cái nó ướt nó hư điện thoại nữa. Giờ muốn cống hiến cho bạn xem thì gắn cố gắng mà quay, điện thoại cổ bắp mà có hư thì xin tiền mua điện thoại mới, biết cái vợ nó cho không á. Ra đem chai con trên nhỏ nè bạn, con nhất nè, con này con nhất nè. Sướng quá bạn ơi, nhìn có nội chứ không nhức nổi đâu. Một em hết lạnh này, bạn thương tình mình các bạn hãy bấm like chia và chia sẻ mạnh tay để cho nhiều người cùng xem nha bạn. Đấy con này gắn gắn được nhì rồi, bỏ chục quả mồi đặt lại rồi để tiếp tục lên đường bạn ơi. Ấp máy nha, hồi banh đi thậu thiệt là khỏi quay luôn á. Qua cơn mưa trời lại tạnh bạn ơi, tiếp tục luồng mẩy cuối cùng của mình nha. Cái này mà dính là lập kỳ tích á. Lần đầu tiên thì bộ chút có nó đốt bằng lầu ra nó đốt cháy xém luôn mà nó còn hổ hành không sao. Lần thứ hai thì mình trồng qua đó mình đạp, mình đạp thì mà con hổ hành nó bể nó méo một lọc, hổ hành vừa chui ra vừa khui vừa chui ra chụp dính. Lần thứ ba là chuyến rồi vẫn dính đó mà, ba lần dính ba em, lần này như thế nào. Ui, lần này mày dính làm kỳ tích thiệt chứ mới chơi. Trời ơi con chuột nó chạy ra. Em nè anh Bình, hết hồn hết vía. Rồi phát lương cho nó đi mọi người, phát lương cho nó luôn nha. Rồi đi tới cái tiếp theo mọi người. Rồi cái cuối cùng của khu này luôn. Rồi mình chạy đi có 2 cây số nữa thì một khu kia nữa, khu kia có 4 cánh nữa bạn. Rồi đầy một lọc gác luôn, họ vệ sinh không có lọc này, không có đủ đuối. Trời, có bò tượng nó ngon cỏ này mà nó không dính trời, ngon dữ lắm luôn nè, thấy không, ủ lá cây không, đây là ruộng không, còn dịu bằng nữa mà không dính là không. Ấp máy bằng này, chuột nó chạy vòng. Đúng là nắng mưa là chuyện của trời mà. Đây là cái cuối cùng nữa nè bạn, mưa nữa dí quýu nó dính cái gì hết trơn. Hút con này cho nó ngon ngon đó. Rồi được em hành nè, trời ơi hành thúi luôn bạn ơi, hồi nãy giờ không quay bạn, mới thêm con hành thúi nữa nè, quắt luôn, chích xình là đời của lý nè. Rồi ngóp máy nè bạn ơi, mình rửa gáy đàng hoàng, bỏ mồi bỏ chuột đặt lại nha. Số mình được 4 em bạn, nhờ cái nãy vô 2 con nó thôi là chết rồi. 4 em nha bạn. Chụp cái này tôi gắn là làm hình nền coi. Ok nha bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Lên đường đi về thôi. Bye bye, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.